thúi lắm. Người ta cột lại cái bao rồi nhưng mà nó vẫn bốc mùi thúi của cút ra. Ê, thúi đụng vô nó toát cái mùi hôi ra ghê lắm. Ờ, cái tay mình cũng hơi hôi luôn á. Đó bởi vì em tắm nước cất của quý vị á. Quý vị từ bi lắm. Đi, đưa tiền cá tươi ơn. Hay chưa? Biết rồi, tôi sẽ đem nó về, nó tưởng em không mang về. Em giả bộ em bỏ cái bao đó lại, nó kêu em lấy nó lại đi. Đó, nó kêu em đó. Ok, ok, lấy mang về cho con. Đó. Thấy cá em dại lụm rác nên nó thấy rác nó bắt em lụm. Cái bao cứt đó nó bốc mùi ra hôi quá, ti ti thú quắc luôn á.